trời nhấp thế hai lần để cứu rỗi nhân loại tốt hơn, để đánh bại Satan. Dù đó là thân hay xác thịt nhập thế của Đức Chúa Trời, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Satan. Các thiên sứ không thể chiến đấu với Satan, con người lại càng không thể làm điều này. Với các thiên sứ thì bất lực, còn con người thì bại hoại, con người thậm chí còn bất lực hơn. Nếu Đức Chúa Trời muốn tác động đến sự sống của con người, nếu Ngài muốn đích thân đến thế gian để cứu rỗi con người, Ngài phải trở nên xác thịt, mặc lấy xác thịt với thân phận và công tác của Ngài để đích thân cứu rỗi con người. Đức Chúa Trời nhập thế hai lần để cứu rỗi nhân loại tốt hơn, để đánh bại Satan. Dù đó là thân hay xác thịt nhập thế của Đức Chúa Trời, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Satan. Chỉ đích thân Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Satan. Đơn giản là con người không thể làm được điều này. Bổn phận của con người là vâng lời và làm theo, bởi con người không thể làm công việc khai thiên lập địa. Con người chỉ có thể làm thỏa lòng Đấng tạo hóa dưới sự dẫn dắt của chính Đức Chúa Trời. Qua đó Satan chắc chắn bị đánh bại. Đây là việc duy nhất mà con người có thể làm. Đức Chúa Trời nhập thế hai lần để cứu rỗi nhân loại tốt hơn, để đánh bại Satan. Dù đó là thân hay xác thịt nhập thế của Đức Chúa Trời, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Satan. Nếu công tác hoàn thành bởi thần của Đức Chúa Trời, nếu công tác hoàn thành bởi bàn tay của con người, cuộc chiến này sẽ chẳng bao giờ đạt kết quả và sẽ không bao giờ kết thúc. Mỗi khi có một cuộc chiến mới bắt đầu, mỗi khi công tác của thời đại mới bắt đầu, thì công tác này được chính Đức Chúa Trời thực hiện. Qua đó đích thân Ngài dẫn dắt toàn bộ thời đại, Ngài mở ra con đường mới cho toàn nhân loại. Một thời đại mới hé mở là một cuộc chiến mới với Satan. Qua đó con người bước vào một cõi tươi đẹp hơn, mới hơn, và một thời đại mới được Đức Chúa Trời đích thân dẫn đường. Đức Chúa Trời nhập thế hai lần để cứu rỗi nhân loại tốt hơn, để đánh bại Satan. Dù đó là thân hay xác thịt nhập thế của Đức Chúa Trời, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể. Dù đó là thân hay xác thịt nhập thế của Đức Chúa Trời, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Satan.